Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài học kế toán trên Excel Online của kế toán Vietho. Thì ngày hôm nay rất vui mừng để nói với bạn đó là bài học ngày hôm nay sẽ là một cái bài học là giống như gần như là bài học, có thể là bài học cuối cùng trong cái bài học kế toán Excel Online ha. Vì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái báo cáo tài chính cuối cùng là cái bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Tuy nhiên trước khi mà bước vào cái bài học này thì tôi cũng xin nói với các bạn một chút, đó là cái file Excel kế toán mà chúng ta làm mà tôi hướng dẫn cho bạn bữa giờ là cái file kế toán Excel của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, do những thầy những cô ở cái bộ môn hệ thống thông tin kế toán người ta viết này và cho chúng ta sử dụng free miễn phí như thế này. Thì khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng phải biết ơn những cái quý thầy quý cô đã cho chúng ta một cái file Excel nó khoa học, nó thông minh, nó hay ha. Nhưng mặc dù nó có thể là nó sẽ không giải quyết triệt để được, nhưng mà nó cũng sẽ góp phần rất nhiều cho cái công tác kế toán tại doanh nghiệp của bạn, nếu bạn là những doanh nghiệp nhỏ ha. Và trước khi bước vào cái thuyết minh báo cáo tài chính thì các bạn cũng phải chú ý giùm tôi một chút, đó là khi các bạn sử dụng cái file Excel này thì cái sheet CT này, mọi những dữ liệu nó đi từ sheet CT và sheet số dưới đầu này, thì những cái sheet này các bạn chịu khó bạn nhập cho đúng giùm tôi ha, không được sai một cái nào cả. Kế toán nó sai một con số là đi hết cả cái sổ này. Các bạn chỉ ví dụ như cái tài khoản này mà 111 các bạn để thành 1112 là các bạn sai hết ha, cho nên chú ý giùm tôi như vậy. Ở đây cái kiểm soát nhập liệu của Excel nó có thể nó hơi bị dở ở chỗ này, tuy nhiên là làm thì cố gắng làm đúng, bởi vì mình không có điều kiện mình mua phần mềm thì mình cũng phải chịu khó mình làm cho nó đúng. Hiện nay tôi cũng biết có rất nhiều bạn xài Excel chứ không phải là không, nhưng mà có nhiều loại file Excel khác nhau thì có sử dụng không phải sử dụng file Excel này, sử dụng file Excel khác cũng vậy. Công tác kiểm tra đối chiếu rất quan trọng ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần chính của mình ha, là cái thuyết minh báo cáo tài chính này. Cái thuyết minh báo cáo tài chính là một trong những cái báo cáo về tài chính nó rất là quan trọng tại doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với những bạn làm kế toán thuế, khi mà nộp đến cơ quan thuế các bạn làm những cái báo cáo này nó rất sơ sài. Nhưng đối với nhà đầu tư thì thuyết minh báo cáo tài chính nó rất quan trọng các bạn. Kể cả đối với kế toán nó cũng rất quan trọng, đối với những người làm sổ sách kế toán chuyên nghiệp thì cũng rất quan trọng. Vì sao nó quan trọng? Bây giờ tôi ví dụ như trong trường hợp nếu như tôi đi làm sổ sách kế toán, tôi làm lại sổ sách kế toán cho những năm cũ, ví dụ tôi làm cho năm 2015 thì tôi cần phải có cái số đầu kỳ của 2015 và những thông tin để tôi có thể mở sổ được cho năm 2015, thì tôi cần các thông tin trên thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm: thứ nhất là cái kỳ kế toán, thứ hai là chế độ kế toán sử dụng, và thứ ba là phương pháp tính giá hàng tồn kho, ngọc và một số thông tin khác ha trên thuyết minh báo cáo tài chính để tôi có thể mở được cái sổ đầu kỳ. Cho nên các bạn có thể thấy được là cái bản thuyết minh nó cũng rất quan trọng. Tuy nhiên những bạn làm kế toán, tôi không hiểu vì sao làm kế toán thuế làm rất sơ sài cái báo cáo này, thậm chí có những bạn quên nộp luôn cái thuyết minh này đến cơ quan thuế. Nhiều khi tôi đi nhận sổ tôi làm mà nó thiếu những cái thông tin ở đây, tôi không thể nào tôi làm được và bắt buộc tôi phải làm việc lại với các chủ doanh nghiệp ha, để tôi phải lấy được cái dữ liệu để tôi làm. Thì các bạn có làm thuyết minh mặc dù ví dụ như là có những chỉ tiêu có thể các bạn không nhập được, nhưng mà có những chỉ tiêu thì bắt buộc các bạn phải nhập cho đúng để mà người khác có thể sử dụng được ha. Và tôi cũng nói luôn là cái file thuyết minh báo cáo tài chính này là tôi kết xuất từ phần mềm kế toán Visa và tôi đính kèm vào đây, và dữ liệu ở trên này hiện tại con số trên này là những con số nó không khớp với file Excel này các bạn, file Excel những cái sheet Excel phía trước này ha, nói như là tôi sử dụng lại, bởi vì cái file này bình thường cái sổ Excel này thường nó không có cái thuyết minh, và đính cái thuyết minh này tôi đính kèm vào sau thôi ha. Và cái file thuyết minh này nó cũng đang nằm ở cái chế độ in đó, nó rất là dễ cho các bạn chỉ việc thay dữ liệu và các bạn in thôi, nó khá dễ ha, các bạn sử dụng lại nó cũng rất là dễ cho các bạn. Thì còn cái mẫu này thì nó là cái mẫu B09 doanh nghiệp,
thì MISA họ đã sử dụng nó là họ bê nguyên cái thông tư 200 vào đây thì chắc chắn là nó không thể sai được các bạn. Nó có sai thì MISA họ sẽ chịu trách nhiệm ha, không sao cả. Còn nhưng bây giờ các bạn đang làm nó ở trên cái file Excel này thì sai thì các bạn chịu chứ không phải MISA chịu ha, ví dụ như vậy. Và bây giờ khi chúng ta sử dụng lại cái file Excel cái thuyết minh này thì các bạn cần phải chú ý giùm tôi một số vấn đề. Là khi sử dụng file Excel này thì trước hết phải biết đổi tên ha, đổi tên lại, không sử dụng cái tên này. Này là tên công ty của tôi ha, còn các bạn sử dụng thì các bạn sử dụng tên công ty của bạn. Và những cái bắt buộc các bạn phải nhập đặc điểm hoạt động doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, cái nào nhập được các bạn nhập được thì các bạn cứ nhập vào để người khác sử dụng, người khác biết ha. Cái này nhập những chỉ tiêu này, nếu là tôi thì tôi bắt buộc các bạn nhập hết, nhưng mà nhiều khi các bạn lười các bạn tìm nhập. Có thể những chỉ tiêu đó, cấu trúc của doanh nghiệp có nhập vào quan trọng ha, cái kỳ cái đó bắt buộc hay như thế nào thì bắt buộc phải nhập, đơn vị tiền để sử dụng bắt buộc nhập, chế độ cái đó áp dụng bắt buộc nhập, được chưa? Phương pháp khấu giá trị hàng tồn kho bắt buộc nhập, còn riêng cái phương pháp mà khấu hao á ghi nhận nè, nhập được thì nhập cho người khác và sử dụng luôn ha, nhập hết vào, nhập đầy đủ vào cho tôi, nhập hết, các bạn nhập hết những cái này, các bạn không nghĩ đến doanh nghiệp, các bạn không nghĩ đến cơ quan thuế thì các bạn cũng phải nghĩ đến những người kế toán về sau họ sử dụng lại. Họ nếu các bạn nghỉ việc họ vẫn có những thông tin, họ có những căn cứ để họ làm tiếp cho các bạn chú ý đó, cái đó là cái tâm với nghề của bạn đó. Và các bạn lưu ý cho tôi một vấn đề này nữa, thuyết minh báo cáo tài chính mặc dù cơ quan thuế họ rất ít coi, tuy nhiên họ không coi thì không phải là chúng ta làm sai được, mà chúng ta phải làm cho đúng. Có thể chúng ta làm thiếu nhưng chúng ta vẫn phải làm đúng, chứ chúng ta làm sai thuế họ phạt như thường, họ phạt nha các bạn, đừng, các bạn đừng có giỡn với họ, nộp sai báo cáo, làm sai báo cáo bị phạt bình thường. Cái đó nó nằm trong cái nghị định về xử phạt đối với thuế đó, hồ sơ kê khai thuế đó. Còn quá 5 năm thì người ta không xử phạt sai báo cáo, nhưng mà trong vòng 5 năm người ta vẫn sai, vẫn phạt. Các bạn nộp sai ra đây các bạn phải làm. Với phương pháp hàng tồn kho này thì thông thường các bạn lại ghi, các bạn đăng ký với thuế là phương pháp bình quân, nhưng mà trong bình quân nó lại có hai phương pháp là bình quân tức thời và bình quân liên hoàn. Đã sai mà bình quân cuối kỳ chứ nhầm ha, tức thời chính là liên hoàn các bạn, và có bình quân cuối kỳ. Nếu xài tức thời thì phải xài tức thời thống nhất trong vòng 1 năm, liên hoàn cuối kỳ thì phải xài cuối kỳ thống nhất trong vòng 1 năm, chứ không có thay đổi ha, thay đổi là sai đó. Và chú ý đối với phương pháp bình quân tức thời mà sử dụng cho file Excel thì cũng phải chịu khó ngồi tính lại giá vốn, chứ tôi thấy cái này là nó bị sai nhiều lắm nha các bạn làm sổ sách nó sai nhiều lắm. Làm Excel đâu có ngồi tính lại phương pháp, cái ngồi tính giá bình quân tức thời đâu, cứ ngồi thấy phan theo thực tế đích danh không. Còn những người sử dụng phần mềm đó thì cứ vào sửa sổ mà lại không bảo trì lại dữ liệu, không ghi nhận lại dữ liệu, nó sai, không tính và lãi suất giá xuất kho là sai hết. Các phần mềm không làm được những cái điều đó thì các bạn đừng sử dụng làm gì ha, các bạn làm sai các bạn bị phạt đấy. Rồi tiếp theo là các chỉ tiêu tiếp theo ha, tiền mặt các bạn coi trên sổ chi tiết bao nhiêu điền vào, tiền gửi ngân hàng bao nhiêu điền vào, tương tự cho các cái khoản chứng khoán kinh doanh, tương tự cho các chỉ tiêu còn lại nha các bạn, chứ nói thấy cái này thì nó lâu lắm. Tương tự ha, còn phải thu ngắn hạn khách hàng này nè, thì các bạn nhập được chi tiết theo từng khách hàng lên đây cũng càng tốt ha. Còn không, khi các bạn in sổ thì các bạn phải có được cái chi tiết công nợ phải thu phải trả đính kèm vào, thì người kế toán sau hỏi biết cái cục tiền đó của bạn là của những ai họ mới lên được sổ ha. Làm là phải nhớ những cái gì như vậy, chứ đừng có làm một cái lười cứ bê cục 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 quăng vô. Tôi nói thiệt, các bạn làm nghề kế toán đó thôi, các bạn đừng có làm nữa nha các bạn. Tương tự cho những cái phần dưới này ha, về hàng tồn kho, cái này thì không có chi tiết được thì các bạn ghi con số tổng, mà ghi thì phải ghi cho đúng. Tương tự cho các những chỉ tiêu còn lại nha các bạn,
và tôi đi xuống dưới này một chút ha, xuống dưới này chúng ta nói xuống dưới này một chút. Thì cho ở xuống dưới này đó là ở đây có thuyết minh về trái phiếu chuyển đổi này, đó, những cái chỉ những cái thông tin này nó cực kỳ quan trọng với nhà đầu tư luôn. Đây nợ phải trả nè, dự phòng nợ phải trả nè, tài sản thuế nè, vốn chủ sở hữu đấy như thế nào, chúng ta như thế nào vốn trong các năm lỗ năm trước đó, rất là bổ ích đấy nha các bạn. Những cái thông tin này đều là những thông tin rất bổ ích, và các bạn đã làm thì phải làm cho nó tốt chúng tôi ha. Còn các bạn không phải là công ty cổ phần thì cái đó bỏ qua thôi, mình là công ty hữu hạn thì mình bỏ qua thôi. Tiếp theo chúng ta đi xuống cho những cái phần mà đây, ở đây thì có chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố ha, thì cái này thì nó cũng là một phần trong cái báo cáo quản trị cũng rất là hay ha, nó sẽ cấu thành giá vốn như thế nào đó. Này là chi phí quản lý nè, chi phí thu nhập doanh nghiệp, rồi tóm lại tất cả những chi tiêu trên thuyết minh các bạn điền được cái nào các bạn điền, hoặc thiết lập được công thức cày một cái này càng tốt, nhưng rất khó ha, rất khó thì thôi chịu khó điền vậy, chịu khó điền ha. Và đã làm thì phải làm cho đúng chứ cũng không có làm sơ sài ha. Làm có nhiều bạn làm, nhiều khi tôi bật tôi rất là tôi chửi những cái bạn kế toán đó, bạn kế toán cũ làm những cái sổ sách cũ, từ khi mà tôi đi dọn về rất là bực mình. Thì có thể các bạn làm sai nhưng mà cái báo cáo này các bạn phải thể hiện được những cái thông tin trên này để người ta biết, người ta làm tiếp ha. Rồi nói chung là tôi hơi tiêu cực như vậy nhưng sao ha, thì các bạn cố gắng các bạn làm cho tốt để theo cái nghề, tôi muốn giữ cái tâm với nghề. Rồi nhiệm vụ của bạn là sử dụng lại cái file Excel này và làm cho công ty doanh nghiệp của mình. Như vậy bây giờ trong tay của bạn, các bạn đã có được một cái file Excel mà nó có thể xử lý được sổ cho doanh nghiệp một cách khoa học. Ngoài ra các bạn cũng phải cập nhật những cái quy định trên cái kênh của tôi ha, tôi có đưa khá nhiều những cái bài giảng về thuế để các bạn học ở trên đó. Trong thời gian tới nếu có điều kiện ha, thì tôi sẽ cho ra đời những cái bài hướng dẫn trên phần mềm Visa, phần mềm Pháp ha. Tôi sẽ chọn hai phần mềm mà nó phổ biến nhất tại Việt Nam để các bạn có thể học lên phần mềm. Và ngoài ra thì cũng có thể là gửi đến cho các bạn những cái bài hướng dẫn về những cái công văn hoặc là những cái tình huống dễ sai phạm trong trong kế toán, trong thuế, để bạn lưu ý các bạn làm đúng cho doanh nghiệp của mình. Nếu các bạn học sơ 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 thì các bạn cũng làm sai thôi, đã học thì học tới nơi tới chốn các bạn. Phải sau này tôi sẽ đến kèm một phần mô tả, các bạn có những thắc mắc nào vui lòng bình luận ở bên dưới ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn học kế toán thành công và chính xác để xử lý cho doanh nghiệp của mình, và hơn hết là để kiếm tiền nuôi bản sống bản thân ha, và nuôi gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.